mở 1.238.901 cái password rồi mà không mở được. Ngày tháng năm sinh của mình không phải, ngày tháng năm sinh của cô Xuân cũng không phải luôn. Rồi tới ngày tháng năm sinh của thằng Phú, thằng Quý cũng đều không phải. Rồi mở đi, nó khóa luôn cái điện thoại rồi mình vẫn không mở được cái điện thoại, tức thiệt ta. Không mở nè. Làm cái giống gì mà gài cái password không ai mở được hết trơn trọi vậy. Alo Xuân hả? Alo. Ủa? Sao cái hơi em bữa nay ngộ vậy? Dạ tại giống em bị cảm đó anh. Trời ơi, mới gặp đây mà giờ cảm rồi à? Tại hồi gặp anh là em chưa có cảm. Nhưng mà em uống nước đá cho nên là em cảm lạnh. Xong cái trên đường đi về cái em đi ngoài nắng cái em cảm nắng. Cho nên bây giờ em bị ho. Nên giọng nó lạ đó anh. Nè, cảm gió hay là cảm lạnh hay là cảm anh vậy? Cảm anh bà nội ông. Trời ơi, em nói chuyện gì kỳ vậy? Em nói về cái anh hàng xóm của em. Hả? Anh trai hàng xóm hả? Trai dê xòm lắm anh ơi. Tao nói cái mặt như một cái mâm gắn hai hột mè lên vậy đó. Gắn thêm vài cọng rau cá chốt nữa mà tụi nó dê bà cố luôn anh ơi. Cái kiểu đó đó nghe, thế nào cũng ăn chở trà à, không biết là sớm hay muộn thôi. À, anh đang tìm cho em một cái hợp đồng quảng cáo được rồi nè. Cái gì? Hợp đồng quảng cáo? Nè, anh đợi em ngay chỗ cũ nha, nhớ tới nha. Cái hợp đồng này thơm lắm đó. Bye em. Ủa, chỗ cũ là chỗ nào vậy? Nè, ông quẹt rơi. Thế thôi. Hẹn nhau ở chỗ cũ. Hẹn ở đâu ta? Ui, như vậy là ông đạo diễn ông múc show quay quảng cáo với chị Xuân mình. Chị Xuân mình quay quảng cáo là nhiều tiền lắm. Thế nào mình cũng phải than nghèo kể khổ để xin tiền chỉ mà tiêu xài. Nhưng mà bây giờ kiếm chị ở đâu đây ta? Làm sao mới liên hệ được chị nè? À đúng rồi, mình phải inbox nhắn tin vô trang cá nhân của chị Xuân. À, chỉ là người nghiện trang Facebook mà. Thế nào chị cũng kiểm tra cho mà coi. Chị đừng có tiện. Bực mình ghê. Giờ không có điện thoại làm sao mà lên mạng bóp hình, rồi làm sao mà đếm like, rồi làm sao mà đọc comment của người ta, rồi làm sao mà gửi tin nhắn cho người này người kia được, làm sao biết được có bao nhiêu người hâm mộ mình. Mà không có điện thoại thì không làm được cái gì cả. Trời ơi, bực mình quá. Cần tôi giúp gì không? Hả? Không có sao không? Mất rồi. Mất cái gì? Mất mạng. Mất mạng hả? Ai mất mạng? Ý tôi nói là tôi mất cái điện thoại bị mất mạng. Tôi cứ tưởng là ai mất mạng không mà. Ủa? Mất điện thoại thì đơn giản mà. Mình mua điện thoại mới. Với lại tôi thấy trên dọc đường này nè, cũng có mấy tiệm điện thoại á. Sao mua được? Thì tới tiệm điện thoại mua thôi, có gì đâu. Vấn đề là tiền đâu để tôi mua. Bây giờ tôi đâu có nhiều tiền đâu, rồi làm sao mà tôi mua được điện thoại. À, ra là vậy hả? Chán ghê á. Tức luôn á. Tôi có cái điện thoại để xài thôi à. Mà bây giờ còn không có điện thoại nữa. Nhiều cái bây giờ nếu có điện thoại đây 5 phút là tôi mở ra tôi coi là có ai gửi tin nhắn, là fan hâm mộ của tôi, là có ai nhắn cho tôi không, yêu thương gì tôi không. Còn bây giờ thì không có cái điện thoại, nhiều khi bỏ cái tay vô cái túi quần cũng không tìm được cái gì để mà cầm lên mà vút vút, nó bực mình hết sức luôn vậy đó. Thôi vậy ha, cô cứ dùng điện thoại của tôi đi, tôi cho cô mượn á. Thiệt không? Thiệt. Vậy anh cho tôi mượn, tôi lên Facebook tôi coi tí xíu rồi tôi trả lại cho anh nha. Cảm ơn anh. Tin nhắn. Thằng Quý nó nhắn tin cho mình nè. Anh Bạc Chi đã tìm được hợp đồng quảng cáo cho mình rồi. Vậy là mình sắp nổi tiếng rồi. Trời ơi, tôi sắp nổi tiếng rồi anh ơi. Tôi sắp được đi đóng quảng cáo rồi anh. Chúc mừng con. Cảm ơn anh. Trời ơi, tôi vui quá. Tôi sắp được đi đóng quảng cáo rồi.
Ha, cô gái này thú vị ghê ta. Cô mừng quá, cô chạy như bay luôn. Mừng tới nỗi mà cầm cái điện thoại của mình đi luôn. Ngộ thiệt. Ủa, điện thoại của mình. Ê, cô ơi, trả điện thoại giúp tôi, cô ơi. Ừ, em đang đâu? Anh đang ngồi trong này, đi thẳng vô trong này chứ. Đi thẳng vô đây nha. Ừ, đi thẳng vô, anh dơ điện thoại lên là em thấy, em biết là anh ngồi đây rồi. Đây nè. Đây là đó. Dạ, anh. Trời ơi, hiểu điều thục nữ quá. Lại đây ngồi, sao che kín mặt mày vậy? Dạ, tại em mới sức kem trộn cho nó cháy. Phải tránh gió. Sao tự nhiên đi sức kem trộn chi vậy? Trời ơi, anh biết không, kem trộn nó rẻ tiền, nó hiệu quả lắm anh ơi. Tao nó mỗi lần mua một thao rồi nè. Em về trộn trộn thành tiết. Trắng từng cm anh ơi. Trời ơi, anh bán về. Anh mới kiếm cho em được cái hợp đồng. Hợp đồng gì? Hợp đồng thuốc trừ sâu. Hả? Quảng cáo thuốc trừ sâu. Ủa, thuốc trừ sâu mà cũng phải quảng cáo nữa hả? Em chỉ việc cầm cái chai em khui nắp ra, em uống lên gì là xong. Cái gì? Thuốc trừ sâu thuốc ho ra mà uống? Không phải, cái này thuốc trừ sâu này đặc biệt hơn thuốc trừ sâu người ta. Là em uống, nó. Uống rồi em chết thì sao? Không có chết được. Thuốc trừ sâu này nó chỉ hiệu quả với con sâu thôi. Còn với con người uống vô sống nhăn ra. Anh em hỏi, lỡ bữa nào mà em hữu duyên với chai thuốc trừ sâu á, em uống vô cái em chết nhăn răng thì sao anh? Yên tâm, anh có xe cấp cứu kế bên hả? Em bị gì là anh hốt em đi liền. Đúng rồi đó, vậy anh hốt bao nhiêu con vậy rồi anh? Đúng rồi, em là người đầu tiên quảng em cáo thuốc trừ sâu này đó. Em cho em ghê vậy đó. Tao lấy cái hợp đồng quảng cáo béo bở như vậy mà kêu con gái. Trời ơi, cứu tôi với Xuân. Không phải là Xuân, mà là Hương. Út Hương à, chứ tôi Xuân đâu. Bữa nay, Út Hương đánh cho ông Héo luôn kìa. Trời ơi, cứu tôi với. Chị ơi, khoan. Cho em can. Trời ơi, đây là quán cà phê, là nơi công cộng. Có gì vợ chồng thì nhà đóng cửa dạy nhau. Chồng nhắc nhở vợ, vợ nhắc nhở chồng. Bây giờ sùm khách. Vợ chồng cái đầu cậu á, lúi ra. Ơ chị. Nè, tụi nói cho em biết gì chưa? Từ nay trở đi chừa cái thôi dụ dỗ gái tơi đi, nghe chưa? À, vậy coi như là anh là dụ dỗ gái tơi đúng không? Không có. Anh tệ quá. Chị ơi chị, bình tĩnh đã chị, có gì từ từ mình nói ha. Không có. Từ từ nói cái đầu cậu á, lúi ra. Tôi không có dụ dỗ gái tơ. À, chị ơi, anh nói là không có dụ dỗ gái tơ, mình lầm rồi đó chị. Ê, cậu cứ tin cậu nói một tiếng nữa tôi quánh cái đầu cậu sói y như ổng không? Lui! Cứu tôi với. Tôi nói cho anh biết nghe chưa? Dạ. Từ nay trở đi, đi kiếm chuyện lương thiện mà làm. Nếu không thì đừng có trách tại sao tôi đọc. Trời ơi, còn gì? Đưa mượn cái đầu coi. Nó bị mớt cái nắp dẫm rồi. Trời ơi. Cứu tôi với. Trời ơi, chắc chảy máu rồi phải không? Qua đời anh có. Vợ anh hả? Sao vợ dữ... đâu vợ? Sao dữ như sư tử vậy? Trời ơi, tôi đâu biết bà là ai. Ủa, chị nói ra hai người phải vợ chồng hả? Ừ. Trời ơi, đàn bà đâu dữ như vậy ta? Trời ơi, đau quá. Cứu chứ. Anh, trời... anh có sao không anh? Anh ơi. À, em coi mấy cái loại nước ép này á. Trái cây nào còn thiếu, em order giùm anh ha. Rồi mấy cái bông trên bàn á, bông là héo, phải hết cho anh. Cảm ơn em. Ông Bẹt Ti này, ông ngồi ở đâu rồi ta? Là cô. Gặp cô đây. Tôi nghĩ là tôi không biết tìm cô như thế nào luôn á. Tôi nghĩ là chúng ta có một sự nhầm lẫn gì đâu. Tại vì tôi mới gặp anh lần đầu mà. Chắc là chúng ta không có quen đâu. Không. Tôi nhắc cho cô nhớ. Tôi biết là có nghĩa là giữa trưa đúng không? Nắng nóng mình quên. Nhưng mà không sao, tôi sẽ nhắc cho cô. Có nghĩa là sáng này nè, cô đang đứng trên đường đúng không? Cô bị cướp điện thoại. Thì tôi đi ngang qua, tôi thấy cô. Rồi cô kêu tôi lại, cô mượn điện thoại của tôi. Sau đó là cô nhắn tin cho ai liên lạc cho ai đó. Cô nhớ chưa? Cô này nhớ chưa? Tiếp theo nè, đó, đang làm công chuyện đúng không? Có ai đó gọi cho cô. Cô chạy đi luôn. Tôi kêu cô lại không được. Cô cầm điện thoại của tôi đi luôn. Tôi không biết tìm cô đâu hết. May là gặp cô ở đây. Phải có một lời khen dành cho anh. Có lẽ anh nên làm nghề biên kịch đó. Tại vì tôi không có nhớ là ai cả. Chắc là nhầm người rồi đó anh. Cô à, cô nghe nè. Thật ra cái điện thoại của tôi á, cô
rất là nhiều dữ liệu quan trọng đó. Cô phải trả cho tôi nha. Anh chậm người rồi, thôi tôi đi nha. Cô à, để cho tôi điện thoại đi, năn nỉ cô luôn á nha. Không. Cô. Không. Anh kỳ quá à. Tôi không có điện thoại là tôi chết đó, anh có biết không? Nhưng mà điện thoại là của tôi, cô phải trả cho tôi. Anh à, tôi nghĩ là chúng ta có cơ hội được gặp nhau như thế này là một cái duyên, đúng không anh? Và cái duyên của tôi với anh á thì chỉ như vậy thôi. Anh ơi, anh sao vậy? Anh ơi. Cô chạy đâu hả? Cô trả điện thoại cho tôi đi, không cho cô đi ra ngoài được chưa? Đau quá, mọi người ơi, đau quá, tôi không có chạy khỏi đâu. Chết rồi. Ủa, Xỉu Thiền hả? Anh ơi, Xỉu Thiền hay Xỉu Giả vậy? Trời ơi, Xỉu Thiền rồi. Mất người ta, cứu người, mất người ta. Trời lớp ơi, cái ông mệt tri này sao gọi hoài không được. Anh đạo diễn ơi, là anh đạo diễn. Em kiếm anh kiểu này hả, chắc chết em luôn. À! Trời. Tôi đây nè. Ủa, anh bị chuyện. Trời, anh bị cái gì vậy? Bị người ta đánh, bị cái gì? Trời ơi. Anh bị người ta đánh. Bởi vậy nó cái quân nào mà ác ôn, nó cái quân côn đồ, cái quân hung dữ, cái quân không có tính người mới đi đánh anh như vậy. Bây giờ anh nói cho em nghe đi, cái quân nào mà ác như vậy? Quân đó dã man lắm, quân đó tàn nhẫn lắm. Anh mà giết được quân đó, anh cũng giết anh nói thiệt cho em biết. Anh biết ai không? Em nói thiệt với anh luôn, em mà biết là ai là em cũng quýnh với anh luôn á. Trời, ai vậy? Út của em á. Ủa, út của em hả? Ủa sao tự nhiên út của em đi quánh anh là sao? Anh đâu có biết. Thôi. Sao vậy anh? Đường em đi, đường anh bước đôi nhà. Chia ly thôi anh đi. Bye bye. Anh ơi, dính anh biệt. Không phải. Dính anh biệt ơi, em. Cho em giải thích. Anh không có giải thích gì hết. Anh Mê Chi. Anh Mê Chi. Bực bội dễ sợ vậy đó. Tưởng đâu á, đi một chút rồi về. Ai về đi luôn, tới giờ này cũng không thèm về nữa. Nhà cửa không lo, Út nó cũng không thèm quan tâm tới nữa. Con nhỏ này, về tới đây, biết tại Út. Đã vậy, còn cài cái password gì đâu mà mở hoài không được. Út mà mở được cái password của mày ha, Út biết mày ở đâu một cái nhà là chết với Út nha con. Alo Long hả? Út nè con. Út hả? Út đang ở đâu? Ăn uống gì chưa? Ăn uống gì được. Con Xuân nó bỏ đi từ sáng tới giờ rồi. Út giận, Út buồn, Út lo, Út đói. Không ăn, không uống gì vô trong bụng được trơn trọi á. Xuân đó hả? Hồi nãy con thấy Xuân đi với ông Petri đó. Đi nhanh lắm. Hả? Con Xuân đi với ông Petri. Đất ơi trời, sao lúc đó con không nhào ra lôi cổ nó về? Trời đất ơi, con tính kêu mà đi nhanh quá con kêu không có kịp. Con nhỏ này nó hư quá trời quá đất, dám bỏ nhà đi với thằng cha đó như vậy. Thôi được rồi, chuyến này nó về ha, Út phải làm ra ngô ra khoai mới được. Út sẽ cho nó biết mặt. Bực bội quá đi mà. Hả? Trời đất ơi, ngày hôm qua hả con thấy mặt mũi của ổng hả bị đánh tèm lem luôn, máu me mũi hả, nước mũi nước máu hả chảy quá trời luôn, nhìn thấy ghê lắm. Ổng nói là ổng sẽ đi kiện cái người nào đánh ổng. Cái gì? Thằng chả đòi thưa Út hả? Là Út đó hả? Con thấy ổng tức tối lắm, trời ơi, cái mặt quạp mày của ổng bậm rợn dữ lắm, chắc chắn ổng kiện Út đó. Ổng bị băng vậy chắc là lỗi tại Út đó. Chỉ có điều là sơ sơ thôi mà, cái gì mà thưa kiện dữ vậy? Trời đất ơi, Út tìm ổng, ông nói chuyện với ổng cho nó đàng hoàng đi, cho nó giải hòa đi, nếu không là ông kiện là Út đi tù đó. Hòa giải nhưng mà Út không muốn gặp mặt cái thằng cha đó. Thôi được rồi, bây giờ mà nếu như Út không muốn thương lượng với ổng á,
Hay là bây giờ Út nhờ Xuân đi, Xuân gặp ổng giải hòa là xong. Chứ mình nếu không mà giải hòa hả là Út đi hầu tòa đó. Xuân à, dạ con Út. Út alo nè, con ở đâu mà chui ra vậy hả? Ông ơi hầu tòa. Hự thần mất nết, bỏ đi đâu tới giờ này mới vậy hả? Út, cái này là hầu tòa đó Út, tội nặng lắm á. Út có làm gì ai đâu mà phải hầu tòa. Vấn đề đó là không phải cướp của giết người gì đâu mà phải hầu tòa. Thì á, vấn đề không phải là Út phải cướp của giết người gì, nhưng mà vấn đề ở đây quan trọng là Út đánh người ta mà đánh có thương tích nữa. Tội này mà ra tòa hả, chung thân đó. Đừng có lố nghe, khi nào tội nặng thì mới chung thân. Cùng Út chỉ đánh ông sơ sơ thôi mà, làm gì chung thân dữ vậy? Tội này á không có được tính là tội dân sự đâu Út. Hình sự đó, Út đánh người mà đâu phải chuyện đơn giản đâu. Xuân, thực ra hôm qua là tại vì Út nóng ruột lo cho con, Út lỡ tay thôi. Bây giờ Út không muốn đi hầu tòa, cho dù dân sự hình sự gì Út cũng không muốn đi hầu tòa. Bây giờ con làm sao con cứu Út với? Xuân, năn nỉ con đó. Làm ơn làm phước đi mà. Út biết đó là con có mối quan hệ với thằng cha bẹt rê đó, chắc chắn là không có chuyện với thằng Chả. Làm ơn là phước giúp Út đi. Xuân ơi, thật sự thì cái chuyện này nó cũng khó. Không có khó, muốn là được. Cái vấn đề là con có muốn hay không. Dạ, cái vấn đề này nó cũng không dễ. Tại vì không dễ nhưng không có nghĩa là khó. Làm sao mà con có thể liên lạc được với anh Bẹt Truy được? Trời ơi, thì gọi điện thoại. Điện thoại đâu mà gọi? Thì điện thoại ở... Điện thoại nè con. Cảm ơn Út. Để con gọi cho anh Bẹt Truy giải quyết cho Út nha. Alo. Dạ, anh Bẹt Truy hả? Dạ. Em Xuân nè. Dạ, anh Bẹt Truy ơi, em có chuyện này muốn gặp anh để nói chuyện. Không biết là anh có gặp em được không? Dạ, vậy hẹn anh ở đó nha. Dạ. Dạ, chào anh. Quý ơi. Quý ơi. Trời ơi, ngồi mình buồn hiu vậy? Làm gì nay nhà có nhà mình vậy hả? Mọi người đổ trơn rồi, bộ nhà có biến hay sao mà ngồi ăn thanh long mình vậy? Mọi người gì đây? Nói giống như là chưa từng quen biết nhau hay gì á. Trời ơi, cho miếng thanh long ăn chứ làm gì vậy, giật vậy? Qua đây chơi với ông chứ gì? Trời ơi, xạo, dối trá. Xạo gì thì tôi nói thiệt mà. Thôi ông ơi, ông qua đây ông nghe ngóng tình hình chị Xuân của tôi chứ gì, đúng không? Thì cái gì mà thì, suy nghĩ cho kỹ, chị Xuân tôi là hoa hồng có gai đó. Tôi biết rồi. Thì ra là thằng Long nó để ý con Xuân. Thằng này được, đàng hoàng, dễ thương, lễ phép, chăm chỉ. Coi con gái lớn ở trong nhà như hổ móng treo đầu vàng. Mình phải nhanh chóng gả chồng cho con Xuân mới được. Long, cháu rể ngoan của Út. Đau quá. Nhất quá. Út nhớ Út đánh nhẹ hèo à. Nện có mấy cái vỏ với ký hai ba cái về trên đầu. Đau quá. Trời ơi, cùng cái vỏ này nè. Cái vỏ này cũng cỡ 2 kg. Dạ không, không phải 2 kg đâu. Chứ mấy? Dạ 3 kg. Trời ơi, hôm qua đập tôi chân trúng gỗ quá nè. Dạ. Ơi, đau quá. Anh ơi đừng có khóc nữa, thiệt ra là ông hên dữ lắm rồi đó. Chứ bình thường là tôi xách cái vỏ bị lớn vậy nè. Ừ. Dạ đúng rồi. Mà hôm qua đổi cái vỏ nhỏ là hên rồi đó. Dạ anh ơi, em xin được thay mặt Út Phương, em muốn gửi lời xin lỗi đến anh.
mong anh tha thứ cho Út Phương nhà em. Dạ. Thật sự là chỉ là hiểu lầm thôi mà anh. Hiểu lầm gì? Quýnh tôi cho nổi tôi đi bác sĩ mà bác sĩ nói bây giờ khu vực trên này bây giờ nó mềm lắm, đụng tới như là nít mới xanh vậy đó. Thôi mà. Bỏ qua gì? Thông cảm đi, bỏ qua giùm đi, nghe. Đúng là bị oan uổng thiệt á. Cái gì mà oan uổng? Ai nói? Dạ anh ơi, tại Út Phương nhiều khi Út Phương nói chuyện nhiều khi là Út Phương cũng thẳng tính á, nhiều chứ không có phải là cái người ác hay là có cái tâm địa xấu xa gì đâu, cho nên là anh tha lỗi cho Út Phương nha, coi như anh nể mặt em nha anh. Đúng rồi đó, với lại ý Út nói là không phải là quan uổng bình thường. Dạ. Mà là có chuyện hiểu lầm. Dạ. Cho nên là mới tạo ra một tình thế rất là quan uổng. Thì đó, vì cái chỗ hiểu lầm anh có ý là giới thiệu show cho em. Dạ. Chứ đâu có ý đồ gì đâu. Dạ. Vậy bởi thôi vậy? Giờ mình bỏ qua người quen hết mà, phải không anh? Mình quen thì buộc phải bỏ qua thôi. Nhưng mà cái show quảng cáo ý của em. Dạ em nhận chứ. Cái gì nhận hả? Dạ. Vẫn là cái show quảng cáo thuốc rừng sâu hả? Đúng rồi. Út mẹ, con đang năn nỉ xin lỗi người ta, Út nói như vậy con làm được, Út tin con đi, con làm được. Trời ơi, nhưng con có biết quảng cáo thuốc rừng sâu là sao không? Theo lời ổng nói là cầm chai thuốc rừng sâu, mở ra uống sạch. Mà con biết rồi đó, thuốc rừng sâu uống vô là sâu chết nhăn răng. Ổng nói là sâu sẽ chết nhăn răng mà người sống nhăn răng, con tin nổi không? Út ơi, bây giờ Út nghĩ đi, bây giờ cái thuốc trừ sâu nè với lại cái thuốc siro ho nó y hệt nhau. Nó cũng là thuốc đúng không? Đúng. Thế rồi. Thế nó là thuốc, không bổ ngang cũng bổ dọc. Mặc dù nó trừ sâu nhưng mà nó cũng không có hại gì tới mình, nó đâu phải thuốc chuột đâu. Trời ơi, cái này là bổ ngửa thì có. Con có biết bao nhiêu người người ta tự tử toàn lấy thuốc trừ sâu ra uống không? Trời ơi, cái đó là thuốc trừ sâu khác. Còn loại thuốc trừ sâu hiện đại này là nó khác. Nó chỉ có hiệu quả với con sâu thôi. Dạ. Đó, trời, nhà sản xuất người ta mà uống mà em có chuyện gì á, người ta ở tù chứ đâu phải chuyện chơi đâu. Đúng rồi, nói không được là không được. Út không tin. Không tin phải không? Không. Tôi nói có sách, mắt có chứng. Đây. Làm gì? Tôi đem chai thuốc từ sâu tới nè. Bữa nào cũng mang theo vậy luôn á hả? Đâu có, bữa nay mang tới để anh uống trước cho Út em tin. Anh uống tại đây luôn. Ủa, thuốc trừ sâu thiệt hả? Ừ. Uống đi. Thuốc trừ sâu idol. Em uống cái này vô em sẽ thành idol luôn. Đây, mở ra uống vô cho coi. Đó. Ôi, uống hết luôn. Uống thiệt hả? Ôi, thơm ngon cái giọt cuối cùng. Chính xác. Không còn một giọt. Uống xong cái chai này, muốn uống thêm chai nữa đó. Bây giờ nó thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn. Trời, thuốc từ sâu mà ông làm như là sinh tố hay là nước ngọt vậy? Thì đó, Út thấy rồi đó, đâu có bị gì đâu. Vì để Út cho Xuân quảng cáo thuốc trừ sâu nghe. Thấy được có Út. Cho Xuân quảng cáo thuốc trừ sâu hả? Ừ. Thôi được rồi, chờ tới ngày mai đi tôi quyết định. Hả? Đợi tới ngày mai nữa hả? Thì để mai có ông còn sống không thì mới quyết định chứ. Trời ơi. Trời ơi, tức, thấy cái đầm mà tức. Tại sao tay nghề có thể may một cái đầm giống như vậy, hoàn hảo đến từng chi tiết, làm sao mà kiếm được một cái đầm thứ hai? Ôi, nó phô diễn được toàn bộ cái đường cong chữ S của mình nè, chỗ sexy nè. Ô ô la la, đường cong em đây mà. Ô ô ô. Ăn mặc sexy hở hang nè, làm ơn là vứt dẹp giùm mấy cái đầm này giùm nghe. Ăn mặc riết rồi không ra giống ai hết trơn trọi á. Ồ, cái đầm này bình thường mà, chỉ là đầm 2 giây bình thường thôi, nó đâu có họ lắm đâu. Đối với con là bình thường nhưng đối với Út là bất thường. Út ơi, thời đại bây giờ là thời đại 4.0 thế kỷ 21 rồi đó Út. Con gái bây giờ người ta mặc như thế này đi ra đường, người ta đi dạo phố hết sức bình thường luôn á. Thời đại nào, thế kỷ nào thì đối với Út cũng vậy thôi. Con gái không được hở hang khoe thân như vậy. Nói tóm lại, nhà mình muôn đời bán hoa chứ không bán thịt, nghe chưa? Út quê quá à. Ký cái đầu bây giờ. Còn chưa nói nữa, gỡ ngay cái tấm hình trên mạng xuống chỗ. Không gì Út. Cái hình sexy mà kiếm được ngàn like của con đó, cái bikini đó, tôi cũng chưa nói tới. Gỡ xuống đi. Cái hình nó nhiều lắm.
Bây giờ con có hai lựa chọn. Một, gỡ hình. Hai, khỏi đi đóng quảng cáo. Hình đó nhiều like lắm không? Con nổi tiếng nhờ cái tấm hình đó luôn á. Mà bây giờ Út bắt con xóa hình như vậy. Con có biết là cái hình đó làm cho Út mắc cỡ lắm không? Mỗi lần nhìn vô cảm giác giống như một cục xúc xích hay là một cục thịt mỡ nó đang nằm ở đó mà bị cháy nắng á. Mai bố không có đăng những cái hình đó nữa nghe chưa? Dạ. Nếu mà còn đăng những cái hình như vậy nữa thì đừng có trách tại sao tôi độc ác nha. Rồi. Đâu? Con xóa rồi. Tuyệt đối không được lén lén cho lên nữa nghe chưa? Út có thám tử tư theo dõi con đó. À quên nữa, cái đầm này không được mặc nữa, mở ra. Gì vậy, bắt con xóa hình rồi con bắt con cởi cái đầm này ra rồi con mặc cái gì? Thì mặc cái gì mà dịu dàng, kín đáo, nết na và sang trọng giống Út đây? Một cái bản sao hoàn hảo của cả thế giới, tại sao con không học theo? Cái đầm đó giống như cái bao bố vậy đó. Cái đầm này nó mới gợi cảm con tính mặc cái đầm này để đi đóng quảng cáo đó. Cái gì? Nè, tuyệt đối không được khoe thân trên cái show quảng cáo sắp tới nha. Còn nếu như mà muốn mặc nó thì ok, Út sẽ chiều con một lần. Mai hai cái táo vô, đến đây là đủ. Hoặc không á, lấy khăn quấn vô. Cái gì nữa? Cho tiền mua đầm mới. Suốt ngày cứ tiền mở miệng ra là tiền. Con gặp Út con không biết nói chuyện gì khác ngoài tiền hay sao vậy hả? Thì Út nuôi con lớn, giờ con xin Út chứ con xin ai vợ. Nói vậy mà cũng nói được nữa. Thì giờ Út muốn cho con đi đóng quảng cáo thì phải cho con cái đầm mới chứ. Trời ơi, cái vấn đề là suốt ngày con xin tiền, con có Út khổ lắm hay là không? Mở miệng ra là tiền, chả bao giờ biết nói cái gì ngoài tiền hết á. Tiền nè. Nhớ mua cái đầm nào kín đáo dịu dàng thôi, hở 1 cm thịt một cái là tôi cắt lương nghe chưa. Con cảm ơn Út. Vé số đây, vé số đây, vé số đây cô ơi. Trời mưa còn nhiều vé số quá, cô mua giúp giùm tôi tờ đi cô. À, dạ dạ con cảm ơn mà con không có biết chơi vé số. Nhiều quá con hơi nghiệp luôn. À, dạ ủa bé này là dạ nó là cháu nội của tôi. Bà ơi, con không có biết chơi vé số nhưng mà con gửi cho bà một ít. Tôi không lấy đâu con mua vé số rồi. Dạ không sao đâu, bà lấy đi, tại con không biết chơi thiệt. Dạ, tôi cảm ơn con. Con, cô có mấy cái bánh nè, ngon lắm luôn á, con ăn nha. Rồi, con cầm nè, cho chắc nha. Bye bye con nha. Dạ, hai bà cháu tôi dạ. Cảm ơn con. Dạ. Đó, bà ơi, đây, để con dẫn qua cho. À, rồi. Dạ. Bà cẩn thận nha. Con cẩn thận nha. Cô ấy đúng là một cô gái tốt bụng và thú vị. Chào cô. Sao? Cô nhớ tôi không? Anh là... Tôi là người cho cô mượn điện thoại. Rồi cô đánh tôi bất tỉnh trước quán này nè. Tôi nhớ anh rồi. Cái vết thương của anh á, đỡ chưa? Ừ, cũng đỡ rồi. Xin lỗi anh nha, tôi không có cố ý. Mà Út tôi trả lại điện thoại cho tôi rồi. Mà bữa giờ á tôi bận quá, với lại tôi vui quá tôi quên trả điện thoại lại cho anh. Nhưng mà lúc nào tôi cũng mang trong túi này nè. Nhưng mà anh cũng kỳ. Sao? Ví dụ như anh biết tôi giữ điện thoại của anh thì anh gọi điện thoại cho tôi. Anh nói là cô ơi cô trả điện thoại cho tôi là tôi mang tới tôi trả cho anh. Anh không gọi gì hết sao tôi biết được đâu tôi trả cho anh đúng không? Thật ra là tôi có gọi, nhưng mà báo là thuê bao không liên lạc được. Xin lỗi anh, tôi quên sạc pin. Tôi trả điện thoại lại cho anh nè. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn cô. Thật ra thì tôi cũng không nghĩ là mình có duyên với nhau tới như vậy.
Anh nói vậy làm tôi ngại quá à. Thật sự là tại vì mấy bữa nay tôi cũng bận thiệt. Công việc của tôi nhiều lắm. Tôi phải lu bu chạy đầu này đầu kia, mua đủ đồ để tôi sắp tới là tôi đóng quảng cáo á anh. Tôi bận lắm. Ủa? Dạ. Vậy ra cô đóng quảng cáo? Ừ. Ủa? Cô là người mẫu quảng cáo hay là diễn viên? Xin được tự giới thiệu với anh, tôi làm cả hai lĩnh vực. Hay quá ha. Nhưng mà tôi chưa hỏi tên cô tên gì? Tôi tên Xuân. Xuân hả? Ừ. Ôi mà chắc anh không biết tôi đâu, tôi mới vô nghề. Xin lỗi cô nha. Tại vì thật ra tôi cũng lo công việc, không có quan tâm tới showbiz cho lắm. Ừ. Hôm nay tôi hẹn gặp đạo diễn đây nè, nên tôi đang chờ đạo diễn tới để chút nữa tôi với ổng quay quảng cáo. Ủa? Cô nói là bữa nay cô quay quảng cáo tại đây hả? Ừ. Sao khổ vậy ta? Sao nhân viên không báo cho tôi biết? Ủa công việc của tôi mắc gì phải báo cho anh biết? Thì nếu là quay quảng cáo quán này thì tôi phải biết chứ. Ủa tại sao tự nhiên quay quảng cáo ở đây thì anh phải biết? Anh làm giống như anh là chủ ở đây vậy đó. Chỉ có chủ ở đây thì nhân viên mới gọi thôi. Anh nghĩ là ai vậy? Anh nghĩ là chủ hả? Ừ, tôi là chủ quán này. Tôi tên Vũ. Vũ Cà Phê là quán cà phê của tôi. Wow. Thật sự là hồi nãy giờ là tôi cứ giỡn đó. Nhìn anh là tôi biết anh là chủ rồi. Mặc áo vest nè, đó. Mặc đồ rất là sang trọng thì rất là giống chủ. Xin chào anh. Rất là vui được biết anh. Anh Vũ Coffee. Dạ. Rất vui được biết Xuân. Em gọi nước chưa? Dạ em gọi rồi. Cảm ơn anh. Okay. Chào người đẹp. Dạ chào anh đạo diễn. Em tới sớm hơn. Đợi chờ anh là niềm vui của em. Ủa còn em này, anh quen quen à? Tôi nhớ rồi, hôm trước anh bị đánh ở quán của tôi rồi đúng không? Thôi, cái ông đó, cái đó quá khứ rồi, thôi bỏ đi, đừng nhắc, đau lòng lắm, đừng bỏ đi. Ủa anh? Ừ. Giờ em chuẩn bị xong hết rồi. Ừ. Anh tới rồi. Tới rồi. Vậy đoàn phim chừng nào tới? Đoàn phim gì? Đoàn phim thì mình quay quảng cáo, thường em thấy mấy đoàn phim là có mấy cái xe chở máy móc nè, máy quay, chở ánh sáng, rồi chở phục trang, chở tùm lum đồ đó. Cái đó phim nó quay điện ảnh, còn mình quay quảng cáo mà đoàn phim gì đây cưng. Ủa vậy là anh đừng nói anh quay cho em nha. Ủa anh quay cũng được vậy, nhưng mà đoàn của anh là có quay phim đàng hoàng, nó chuẩn bị nó tới giờ, kìa kìa nó tới ngoài kia rồi kìa, đó. Có một ông vậy thôi hả anh? Thì quay có mình em thì ông thôi chứ em muốn mấy ông. Rồi không có ánh sáng luôn. Mấy cái máy dởm nữa mà cần ánh sáng, còn mình quay ánh sáng thực tế là hay nhất, em hiểu không? Dạ. Đoàn này ngộ quá. Rồi chuẩn bị nghe cưng, máy chạy, diễn. Em chuẩn bị xong rồi anh. Thì em diễn đi, ta đang quay nè. Thì đổi máy đi anh, chứ máy này máy điện thoại mà nãy anh nói là máy quay hiện đại gì đó. Thì hiện đại nè cưng. Mình quay ánh sáng chân thật nó hay hơn cưng. Vậy hả anh? Chứ đâu phải là máy quay phim tầm thường kia, không có đâu. Quay máy này nè. Rồi, khách hàng muốn vậy hả anh? Khách hàng muốn vậy hả? Khách hàng ta muốn vậy mà. Rồi. Khách hàng luôn mặn mòi quá ha. Ừ. Dạ. Bây giờ anh quay nha. Bây giờ chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Diễn. Thuốc trừ sâu idol được thực hiện theo công nghệ tiên tiến của thế kỷ 21. Thuốc trừ sâu idol có khả năng tiêu diệt 99,9% tất cả các loại sâu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, thuốc trừ sâu idol còn có khả năng có thể uống được. Nếu như quý vị có lỡ uống nhầm thì quý vị đừng lo. Ở trong đây có chứa rất là nhiều dưỡng chất sẽ giúp cho quý vị có được những cái dưỡng chất ở trong cơ thể mà không hề tổn hại bất kỳ một vấn đề gì về sức khỏe. Hả? Uống? Quay cảnh uống nha. Quay lại cứ. Em nói câu chót đi rồi em uống luôn. Rồi. Quý vị đừng lo, bởi vì nếu như có uống thuốc trừ sâu idol thì cũng không làm tổn hại bất kỳ một vấn đề gì cho sức khỏe. Ngược lại, thuốc trừ sâu idol còn có vị rất là thơm và ngon. Uống đi cưng. Lấy cận vô. Rồi ra lại. Trời, thuốc gì mà đắng vậy? Thì trước nó đắng nhưng mà cái hậu nó ngọt lắm. Nó đắng vậy thôi chứ cái hậu nó ngọt nha quý vị. Thuốc trừ sâu idol khi mà quý vị uống vào thì sẽ không bị bất kỳ. Đau bụng. Cưng. 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 C
Cầm cô, cầm cô, cầm cô. Thôi, 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 hả? Ôi. Đau á, đau á. Có sao không em, hả? Đau lắm, đau lắm rồi. Đau á. Em đã bị anh đầu độc rồi, em có biết không? Em ngu lắm Xuân à. Đau đau cái gì vậy? Tại sao anh nói với tôi là cái này uống được? Thì cái này là uống được, hồi bữa anh uống siro mà. Còn bây giờ em uống đúng là thuốc trừ sâu đó cơ. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Tại vì dì Út của em đánh anh thì em phải trả cái giá đó thôi. Trời ơi, đau quá. Trời ơi, anh lên rồi đâu bé. Anh lên rồi. Máu. Máu. Anh đau đau tôi. Tôi. Vậy thôi, đánh vậy. Em, đánh vậy, đánh vậy, đánh vậy. Trời ơi, hung thủ giết người. Ông nào hung thủ giết người? Trời ơi, gì? Vậy ông giết người hả? Không có, không có giết người ông. Xuân, em tỉnh chưa? Tỉnh đi. Ủa? Ở đây là tiệm hoa nhà mình hả? Em đúng rồi, tiệm hoa nhà mình nè. Em Quý nè chị, chị nhận ra không? Quý. Quý, đúng rồi, vậy nhận ra rồi. Còn anh nè, anh là đạo diễn, taxi nè. Đó, đúng rồi, ảnh á, không, ảnh là đạo diễn. Em nhận ra anh chưa? Lúc chị xỉu là anh đưa chị về đó. Đó. Ủa vậy nằm mơ hả? Còn em nằm mơ em thấy gì vậy? Mà em nói là hung thủ giết người. Khủng khiếp. Trời ơi, thấy gì, thấy gì mà giấc mơ khủng khiếp. Mơ thấy cái gì? Anh giết em. Trời ơi, em rảnh quá ha. Trời ơi, khủng khiếp lắm anh. Trời ơi, anh giết em rồi. Xong rồi anh đầu độc em bằng cái thuốc trừ sâu của anh đó. Trời ơi, em lãng nhấp nè. Đầu độc thuốc trừ sâu cho sau em chết đặng anh ở tù á. Nhưng mà cũng tại anh, em uống vô rồi em mới ngất xỉu rồi em mới nằm mơ thấy bậy bạ chứ. Tại giờ em bị đau bụng là do thuốc trừ sâu của anh đó. Thôi 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 thôi. Em đang quay em bị đau bụng em xỉu tại trường quay mà em nói gì á? Trời ơi. Nhưng mà đau bụng là do thuốc trừ sâu của anh. Do hình như em nhịn đói hay sao á. Em bị xỉu đó, chứ không phải thuốc trừ sâu đâu. Ủa nói vậy là chỉ nhịn đói hả? Ừ. Đó. Chừa, ha, ha. Nghe đóng quảng đúng cáo không? Nghe hàm có lo nhịn đói, chắc lo nhịn đói giữ eo nè. Đó. Chắc là lo nhịn đói giữ eo đi, đóng quảng cáo nè nè. Em nói chị nghe nha, bữa nay hên là ông có Úc Hương ở đây hả? Úc Hương mà biết là Úc Hương hả? Cạo đầu khô luôn đó. Đừng có bếp xếp nha. Xếp gì? Chị lo cho sức khỏe cái gì hết à? Không, tại vì chị nghĩ là sắp tới mình quay quảng cáo em. Xong rồi mình phải cần có cái body đẹp hot hot em. Xong rồi chị nhìn đói để chị đẹp mà ai ngồi chị đi luôn em. Hên là cũng giật lại kịp rồi. Rồi đủ thừa, tờ lưa hết trơn. Thôi, nhưng mà anh ơi, bây giờ tự nhiên đang quay cái quảng cáo đó rồi em ngất xỉu như vậy á, là bây giờ mình có phải quay lại không? Ủa em nghĩ sao không quay lại? Em xỉu thì phải quay lại chứ sao? Anh đâu vậy? Em gặp anh em mừng quá. Sao? Em báo cho anh nghe một cái tin vui. Tin vui động trời. Tin gì? Cái clip em đăng lên triệu view anh ơi. Thiệt không? Đâu đưa coi đi. Mày coi đi. Em coi đi coi. Trời anh ơi. Trời ơi. 3 triệu view anh ơi. Trời ơi. Cho mượn vô Facebook coi cái nha. Ôi anh ơi, cái lúc em phố lồ quá trời anh ơi. Ôi em hết rồi, em nổi tiếng rồi anh Bạch Chi ơi. Em chưa, anh đã nói là em nổi tiếng là phải nổi tiếng thôi. Em cảm ơn anh Bạch Chi. Yeah. Trời ơi, nổi tiếng dễ dữ rồi sao ta. Riết rồi, trong nhà này công chuyện gì cũng tới tay mình hết trơn. Mình vừa như nhũ mẫu, như quản gia, như ô xin, như người mẹ. Con cháu không thấy đứa nào ló mặt ra trơn trọi. Chào Út. Trời ơi, hết hồn hết vía vậy. Mới vừa nhắc con cháu cái thấy con hiện hồn liền hà. Dạ, Út khỏe không? Út khỏe, mà nhìn thấy con Út rất mệt nè. Dạ, Út nhớ con là ai không? Nhớ sao không nhớ, Tùng Anh Lai phải không? Dạ đúng rồi, con là Tùng Anh Lai, sống ở quận 2, gốc ở Gia Lai. Mặt rất trai. Nhưng mà con không có trai. Nhớ mà sao quên được. Cái đầm mua ngoài chợ 190, bán cháu tôi 2 triệu. Nhớ dai. Dạ thôi mà, cái chuyện cũ rồi mà Út cứ lôi lại hoài. Út có xin nhà Út? Có không như không con ơi. Ủa sao vậy? Đang trên lầu đó. Nó ngủ giờ này á, không biết đã dậy chưa. Kêu cách đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó, giờ này còn chưa xuống, con thấy khổ không? Chi con gọi điện thoại nát máy luôn vậy đó mà không nghe. Bực dễ sợ luôn. Bởi vì tao nói á, bà bây giờ bà tập tành theo cái kiểu mà phong thái của người nổi tiếng á. Bây giờ bà nổi tiếng quá rồi Út. Không có làm gì đâu mà nổi tiếng.
Út không biết gì hả? Ủa nó bộ làm biến đến nỗi nổi tiếng luôn á hả? Không, trời ơi, Út không biết luôn á hả? Dù gì? Trời ơi, bây giờ ha, bà mới vô một cái quảng cáo. Bà quảng cáo thuốc trừ sâu đó. Bà cầm nguyên cái chai thuốc trừ sâu này, nó uống bà tu y hệt cho bà uống bia vậy đó trời. Xong có bà lăn ra, bà đau bụng, bà té, bà quằn quại tùm lum hết trơn trời. Cái dân mạng á, người ta vô người ta coi comment quá trời luôn. Hồi cái clip của bà nha, bây giờ là cả 10.000 view rồi đó. Trời, bà nổi tiếng rừng luôn Út à. Ủa có vậy thôi là nổi tiếng hả? Ừ. Nổi tiếng sản vậy? Con không biết luôn á. Thời buổi gì đâu mà nổi tiếng dễ, nổi tiếng ngang ngược vậy trời. Bởi vậy, ngộ ghê vậy đó, thời buổi bây giờ mình không có hiểu nổi Út. Kỳ lắm, chỉ cần 25 phút thôi là coi như là lên đỉnh luôn. Đi event là mấy trăm triệu luôn đó, ghê không? Thấy con bán hàng online hoài, sao con không lên đỉnh? Con không có lanh với người ta, mà con có chiêu trò với người ta. Thì tại nghiệp con nặng á. Chắc là vậy. Dạ. Út kêu nó cho. Dạ, Út kêu con. Xuân đi. À. Dạ. Xuân. Có khách kiếm con đây nè. Giờ mới xuống đó. Đó. Trời đất ơi, trời kìa. Đất ơi. Đầu tóc rối bù luôn á Út. Cô bé tóc xù. Đã kêu cô bé tóc xù từ 1.5 tiếng đồng hồ trước mà giờ này đừng có nói với Út là con chưa đánh răng nha. Đầu chưa chảy là biết rồi đó. Chưa đánh thiệt. Trời, trời ơi, tôi không ngờ bà gan bà làm vậy luôn á trời. Trời ơi, dạ chào Út. Ừ. Nha. Nhân vật này qua đây chi đây? Nhân vật này qua đây thăm cái nhân vật này chứ sao? Nhân vật này đi qua thăm nhân vật này để làm gì đây? Bạn bè thân thiết, người ta tới người ta thăm không được hả? Hả? Bạn bè thân thiết, bạn bè thân thiết mà bán cái đầm có 190 mà bán người ta 2 triệu mà kêu bạn bè thân thiết. Con này là thiệt á, chuyện cũ nhắc hoài, dai dai như đĩa luôn á trời. Thì cái chuyện đó bỏ qua một bên đi, từ từ tôi kiếm tiền được tôi trả. Ủa, vậy là ý là xin lỗi hả? Ừ, thì qua đây là cố ý là xin lỗi đó, nhưng mà cũng có cái chuyện nhờ giả anh tí xíu. Trên đời này không phải chuyện gì ông làm xong rồi ông cũng xin lỗi được nha. Xưng. Cái gì? Giờ này bán ế quá Xuân ơi. Kỳ quá à, sao mỗi lần live stream bây giờ sao cái lượng tương tác nó cứ xuống hoài à Xuân. Mấy lần trước ha, trời ơi live stream một cái hả, mấy trăm người coi luôn á Xuân. Trời ơi bây giờ tự nhiên live stream đâu có 2-3 người coi à trời. Ủa tôi đâu có lạ lùng gì. Cái công đức của ông nó càng ngày nó càng giảm xuống thì đương nhiên người ta cũng sẽ không có ủng hộ ông nữa. Không phải về cái vấn đề mà công đức của tôi, không phải là cái nghiệp của tôi đâu. Nhưng bây giờ là thời buổi bây giờ tụi nó cạnh tranh dữ quá Xuân ơi. Nó lên trên mạng nó làm đủ thứ trò hết trơn trời á. Tôi cảm thấy tôi không có duyên dáng bằng nó. Trời có đứa nó lên nói gì dạ chào mấy anh chị. Dạ gì đó là cá sống nhờ nước, tụi em sống được là nhờ tình cảm, tình yêu thương của mấy anh chị. Rồi lên nó đứng nó nói gì anh taxi à vậy đó. Tôi cũng bắt trước nó, tôi lên tôi nói anh xích lô ơi, anh xích lô à. Vậy mà không ai coi. Nó buồn ghê, giúp tôi đi. Giờ sao? Bây giờ coi như giờ bà làm sao, bà qua cái live stream của tôi á, xong bà quảng cáo á, xong bà đẩy hết những cái hàng tồn kho của tôi đi nha. Rồi có gì tôi kiếm được tiền tôi trả cho bà. Ôi chắc kiếp sau ông trả cho tôi phải không? Không, kiếp này mà nha. Tôi là tôi giận ông lắm đó. Thôi mà đừng giận nữa mà Xuân. Gì? Chà chà gì đó? Xưng à? Xơi ra. Nó nghe nè, dần thì dần mà thương thì thương. Dần thì dần mà thương thì thương. Bà, bởi vì bà hát cái âm nhạc á thiệt á. Tôi cũng buồn hát với bà luôn á. Cái đó là nỗi lòng của tôi đó. Nói vậy thôi chứ tôi hết giận ông trời. Nãy giờ tôi diễn hay không? Quỷ ghê luôn á trời. Thiệt á, làm nãy giờ giận năn nỉ muốn chết luôn vậy đó hà. Thật ra là ông may mắn đó. Nếu như là tôi bình thường là tôi giận ông lắm. Nhưng mà giờ đây tôi đã nổi tiếng rồi. Tôi tha thứ cho cả thế giới. Rồi, mình phải tập một cái phong thái của một người nổi tiếng đi. Người nổi tiếng là không bao giờ bất chấp một cái gì hết trơn. Quên, cái gì ta không phải gọi là bất chấp mà gọi là cố chấp một đúng cái chuyện rồi. Gì hết trơn á. Bỏ qua hết, hiểu nói không? Chung là bây giờ là ông đang gặp khó khăn về kinh doanh online. Đúng rồi. Tôi sẽ sử dụng cái hình ảnh của tôi. Chính xác. Cái danh tiếng của tôi. Đúng. Tôi sẽ quảng cáo cho sản phẩm của ông. Đó, phải vậy bạn được. Bè với nhau là mình phải làm như đó, vậy đúng không? Ông chỉ cần trả tiền PR cho tôi là được. Tiền PR, tiền quảng cáo hả? Ừ. Trời ơi, không sợ không có tiền trả. Giờ trả không? Không có tiền trả đâu. Giờ trả không? Thì tôi nói chung là ấy thôi. Giờ trả không? Tôi giúp đi mà. Thôi ơi, mở cửa đi ra. Thôi, ngồi đó đi, từ từ suy nghĩ lại giá rẻ nha.
giá rẻ giá hữu nghị luôn. Rồi bèo nha. Bèo luôn. Ok, vậy thôi thì tôi chấp nhận. Nhưng mà nhớ nha, phải làm rần rần cho tôi nha. Rần đẩy, rần luôn. Đẩy cái hàng tồn kho đó ra một cái là coi như là chả, chả ngon lành luôn á. Yên nha. Tâm, tôi sẽ giúp cho ông. Ừ. Như vậy là tôi lại có thêm một cái hợp đồng quảng cáo nữa rồi. Và em đã yêu anh yêu rất lâu lâu. Nhìn một ngày đẹp trời.